Nóng, Hà Nội có hai quận trung tâm và 25 xã, phường tăng cấp độ dịch. Hai quận Đống Đa, Hai Bà Trưng và 25 xã, phường ở chín quận trên huyện của Hà Nội được đánh giá ở cấp độ 3, tức nguy cơ cao. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có thông báo đánh giá cấp độ dịch trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, cập nhật đến 10 giờ ngày 17 tháng 12, toàn thành phố vẫn ở cấp độ 2, màu vàng, nguy cơ trung bình. Tuy nhiên, số lượng các quận và xã, phường nâng lên cấp độ 3 đã tăng gần gấp đôi so với tuần trước đó. Về cấp độ quận huyện, chỉ có 4 huyện ở cấp độ 1 màu xanh, nguy cơ thấp, gồm Ba Vì, Mỹ Đức, Phúc Thọ và Ứng Hòa, 24 quận. Huyện ở cấp độ 2 tăng 3 quận, huyện, 2 quận ở cấp độ 3 màu cam, nguy cơ cao, đóng đa và hai bà trưng. Về cấp độ xã, phường, thị trấn, 422 địa phương ở cấp độ 1 giảm 17 xã, phường. 132 địa phương ở cấp độ 2 tăng 5 xã, phường, 25 xã, phường ở cấp độ 3 tăng 12 xã, phường đó là các xã Vân Nội, Việt Hùng của huyện Đông Anh, các phường Khâm Thiên, Văn Miếu, Trung Phụng, Quốc Tự Giám, Phương Liên, Kim Liên, Thổ Quang, Khương Thượng, Ô Chợ Dừa, ngã tư sở của quận Đống Đa, xã Yên Viên của huyện Gia Lâm, phường Đống Mát của quận Hai Bà Trưng, các phường Hàng Gai, Hàng Đào, Hàng Bạc, Đông Xuân, cửa đông của quận Hoàng Kiếm, các phường Thanh Trì, Vĩnh Hưng của quận Hoàng Mai, xã Đông Xuân của huyện Quốc Oai, các phường Quảng An, Yên Phụ của quận Tây Hồ, xã Văn Bình của huyện Thường Tín. Đáng chú ý, trong đánh giá cấp độ dịch, không có địa bàn nào ở cấp độ 4 màu đỏ, nguy cơ rất cao. Trong 14 ngày gần đây, trên địa bàn thành phố ghi nhận 11.769 ca mắc COVID-19 tại cộng đồng tăng 4.357 ca so với 14 ngày trước. Đó, đến nay, tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vaccine phòng COVID-19 là 94,3%, đã đạt tỷ lệ tối thiểu là 70%. Tỷ lệ người từ 50 tuổi trở lên được tiêm đủ hai liều vaccine là 94,1%, đạt tỷ lệ tối thiểu là 80%. Cộng dồn số ca mắc trong đợt dịch thứ tư từ ngày 29 tháng 4 đến hết ngày 17 tháng 12, Hà Nội có tổng 24.237 ca. Trong đó, 9.354 ca cộng đồng và 14.883 người đã được cách ly. Đặc biệt, liên tiếp trong 3 ngày từ 15 đến 17 tháng 12, thành phố vượt 1.000 ca mắc trên ngày, từ 1.300 đến 1.400 ca. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé!